người đã click vào video của cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hôm nay thì em xin giới thiệu, em tên là Trôm, là nhân viên của cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hôm nay em sẽ thay chị Na báo giá cập nhật chi tiết cái dòng xe bên em đang hot hot tháng này. Đấy là sản phẩm mới nhất của tháng này đã về tại cửa hàng rồi. Nói là sản phẩm mới thì không phải là sản phẩm mới, tại vì dòng xe này cách đây 2-3 tháng có xuất hiện ở cửa hàng em rồi, nhưng mà hiện tại nó hết hàng và vừa mới về lại, nên là em cập nhật liền, quay liền cho các bạn cùng xem. Đấy là em Ducati 696 Mini, dòng Mini 696 nha, nhưng mà có phân khối là 110cc. Trước tiên thì em xin cập nhật về địa chỉ cửa hàng trước. Cửa hàng của em nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và bạn nào yêu thích những em xe này hoặc những cái dòng xe khác mà bên em đang có, hoặc là yêu thích video của em, thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0325 333 789. Số điện thoại này có dùng Zalo và em sẽ tư vấn này và hỗ trợ mọi người cái thủ tục trả góp cũng như là phần trả trước, hoặc là quà tặng những cái chương trình hoặc là địa chỉ cửa hàng cho các anh chị tới ủng hộ cửa hàng em. Rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ thì em sẽ đi cập nhật về giá bán trực tiếp của những cái em Ducati đang có tại cửa hàng em đây. Hiện tại thì cửa hàng em nhập về một lô chỉ được 4-5 con thôi nha. Số lượng có hạn rất chỉ là ít, nên là mọi người tranh thủ đặt cọc trước với em đi, không thì ở gần quanh cửa hàng của em tới luôn và hốt em nó về nha. Số lượng có hạn khoảng 4-5 chiếc thôi, nên là không có nhiều, mọi người để ý nha. Giá bán của em xe này hiện tại là 25 triệu đồng. Giá này em có thể xuất hóa đơn cho mọi người về để tự làm biển số này. Và dòng này em hỗ trợ mọi người là trả góp. Trả góp thì không cần trả trước nha. Riêng dòng này em hỗ trợ mọi người không cần trả trước. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân là được. Bạn nào mà có thêm bằng lái xe, bảo hiểm y tế hoặc số hộ khẩu thì các bạn mang thêm lên. Trôm sẽ hỗ trợ cho các bạn được nhiều ngân hàng hơn, với nhiều sự lựa chọn và nhiều gói lãi suất khác nhau nha. Cái điều quan trọng nữa là khi mà các bạn tới có đặt lịch trước với em hoặc là alo cho em ra đón các bạn vào hỗ trợ này, thì Trôm sẽ hỗ trợ các bạn từ 500.000 đến 1 triệu đồng tiền xăng xe, tùy vào khu vực của các bạn. Ví dụ như bạn này ở xa, bạn này ở gần đi, thì em đều có hỗ trợ hết, nhưng mà tùy vào mức nha. Riêng mấy cái dòng em xe này này thì các bạn có chiều cao 1m35 trở lên là các bạn có thể sở hữu em xe nó rồi. Các bạn nhìn hình dáng bên ngoài thì không khác gì một chiếc MSX125 của hãng Honda đúng không? Nhìn ngoại quan thì không khác gì này, chiều cao cũng tương đối khá chi là giống nhau này. Đấy, dòng này thì dành cho những bạn có chiều cao hơi nhỏ nhỏ con một xíu, nhưng mà vẫn đam mê tay côn, chạy dòng tay côn này, nhìn nó rất chi là ngầu. Em thấy ở trên TV cũng nhiều rồi, các bạn nữ chạy dòng này này, hoặc là ngoài đời thực tế này, nhìn chạy con xe này nhìn rất chi là thích, mê luôn á. Hiện tại thì bên em có rất chi là nhiều chương trình khuyến mãi đối với dòng xe này cũng như là những cái dòng xe khác. Nên anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với Trôm theo số điện thoại 0325 333 789. Trôm sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình, và đặc biệt là bên em hỗ trợ bao ship toàn quốc, hỗ trợ trả góp toàn quốc. Khi nào các bạn cần, alo cho em có mặt liền. Và giảm 40% phụ kiện khi các bạn lắp đặt các cái đồ tân trang theo xe này, ví dụ như gương kiểu này, hoặc là ba ga lốc máy này kia, vân 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 vân. Kết thúc video tại đây. Em cũng gửi lời chào tới mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.